Gia trì cho chính mình bằng thiền định. Khi ngồi thiền, quý vị phải thư thái. Thế mới đúng. Chúng ta nên cảm tạ Thượng Đế đã cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Các trường phái yoga khác cũng thường đề cập thiền là thời gian để thư giãn. Ngày nay, nếu đọc báo chí, những tờ nhật báo, quý vị sẽ thấy họ đề cập đến thiền, hoặc khi nói về phương pháp giúp sống lâu, sống khỏe, họ cũng nhắc đến việc chúng ta phải tìm thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi hoặc thiền. Họ có đề cập đến thiền. Ngày nay, thiền đã trở nên rất phổ biến. Họ không nói thiền để tìm Thượng Đế, mà nói thiền để thư giãn, để trở nên khỏe mạnh hơn, cảm thấy tốt hơn, sống lâu hơn và để thành công. Nghĩa là để thành công trong mọi khía cạnh. Chúng ta phải chọn một khoảng thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, không phải đi ngủ mà để thiền, hoặc hít vào, thở ra, hoặc bất cứ phương pháp nào. Bây giờ ai ai cũng biết về thiền vì khoa học đã kiểm chứng. Nếu chúng ta chọn một thời điểm trong ngày để nghỉ ngơi hoặc để thiền, thì thân thể chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Một trong những phương pháp tốt nhất là thiền, nghĩa là chọn thời gian để thiền mỗi ngày. Bây giờ tất cả các tạp chí cũng đề cập đến điều này. Thiền định đã được khoa học và mọi người trên toàn thế giới chấp nhận, cho nên quý vị đừng tỏ vẻ quá khó nhọc, như than trời ơi, bây giờ mình phải thiền, nếu không sẽ không được đi cầm tu, hoặc liên lạc viên sẽ nói này nói nọ. Không phải như vậy, thiền rất tốt cho quý vị. Đó là thời gian để quý vị trân quý. Chúng ta đã làm việc cả ngày, bận rộn, chăm sóc tha nhân và chăm sóc thế giới. Cho nên bất cứ khi nào quý vị thiền, đó chính là thời gian dành cho mình. Quý vị phải thương mình trước, thương tha nhân, nhưng cũng phải thương chính mình. Khi chúng ta thiền, là lúc chúng ta tập trung mọi kho báu chỉ cho bản thân, để trưởng dưỡng thân tâm của mình. Chứ không phải vì tôi nói điều này, điều nọ, là quý vị phải thiền đủ, nếu không điều này, điều kia sẽ xảy ra. Không phải như vậy, thiền rất tốt cho quý vị. Từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, thời gian quý báu nhất cho quý vị là thời gian thiền. Đó cũng là điều tốt đẹp nhất mà quý vị thực hiện cho chính mình. Không ai có thể cho quý vị điều đó, chỉ quý vị mới có thể cho chính mình. Điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho chính mình là thiền. Khi quý vị thiền cho chính mình, những người khác tự nhiên cũng sẽ được ích lợi. Gia đình, người thân, chó mèo của quý vị cũng sẽ được ích lợi. Ngay cả cỏ cây, hoa lá cũng được ích lợi. Tôi đã bảo quý vị điều này rồi. Khi quý vị thiền, mọi người cũng như dạng vật chung quanh đều được ích lợi. Nhưng chúng ta là người được lợi ích nhiều nhất. Đó là điều tốt nhất quý vị có thể làm cho bản thân, là phương thuốc công hiệu nhất để nuôi dưỡng thân thể, là năng lượng mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng não bộ và là quyển sách hay nhất để phát triển trí huệ. Bất luận quý vị có một chiếc xe đẹp thế nào, một viên ngọc lớn thế nào, chúng đắt cỡ nào cũng không quý giá bằng thời gian quý vị dành để thiền cho chính mình. Đó là viên ngọc quý giá nhất trong toàn cõi vũ trụ mà quý vị có thể dâng hiến cho bản thân mình. Như một đồng tu đã nói, thiền là nghỉ ngơi, nuôi dưỡng bản thân, đem ra tất cả châu báu quý giá để tô điểm cho mình. Ai mà không muốn như vậy? Đầu óc chúng ta khi nghe nói đến viên ngọc quý báu thì nó nói, được chứ? Hoặc nghỉ ngơi thì nó nói, à, tôi thích điều này. Tôi không thích làm việc. Chào ơi, nghỉ ngơi chứ? Được chứ? Tôi sẵn sàng rồi. Đây chỉ là đầu óc. Đầu óc chúng ta chỉ biết phân biệt giữa tốt và xấu, trắng và đen. Làm việc hoặc công việc đều là vấn đề. Đầu óc nói, ồ, không được, vì đầu óc đã làm việc cả ngày rồi. Không, không, không được. Nhưng nếu quý vị nói, được rồi, bây giờ mình nghỉ ngơi, đầu óc sẽ chấp thuận ngay. Đầu óc chúng ta biết tốt hoặc xấu, nghỉ ngơi hoặc làm việc cực nhọc, nghĩa là gì? Nên chúng ta nói thế nào, đầu óc sẽ hiểu thế đó. Chúng ta phải huấn luyện đầu óc. Ngoài ra, các tế bào trong cơ thể đều nghe lời chúng ta. Nếu quý vị nói tốt, nó biết là tốt. Còn nếu quý vị nói xấu, thì nó cũng nghĩ là xấu. Cho nên Đức Phật mới nói, nhất thiết vì tâm tạo.
Chúng ta phải đào tạo đầu óc, phải nói những điều tốt, phải nghĩ những điều tốt, thì chúng ta mới đổi phủ định thành khẳng định. Chúng ta huấn luyện những tế bào trong thân thể mình suy nghĩ khẳng định. Bất kỳ điều gì quý vị suy nghĩ hoặc nói thì thân, tâm và hàng triệu, hàng tỷ tế bào trong thân thể mình đều nghe theo ngay lập tức. Cho nên tôi mới nói quý vị là thầy của chính mình. Quý vị không cần tôi. Nhưng vì quý vị đã quên cách huấn luyện chính mình. Cả ngày, quý vị bị lực lượng phủ định kéo xuống. Khi nghe những thứ tồi tệ và cứ niệm rác rến này trong đầu, những gì đầu óc nghe, quý vị cũng để nó nghĩ như vậy. Cho nên tôi mới nói với quý vị, đừng nghe, đừng nghĩ, và đừng nói những điều không tốt. Chúng ta phải tịnh hóa thân khẩu ý. Nếu chúng ta nghe điều gì không tốt thì ngưng nghe và bỏ ngoài tai. Nếu quý vị đã lỡ nghe rồi thì phải nói với đầu óc mình rằng điều đó không đúng, cô ấy nói không đúng, đừng nghe lời cô ấy. Chúng ta hãy nói để đầu óc hiểu, à, những thông tin này là sai lệch. Bỏ ra ngoài tai, bỏ vào sọt rác. Vậy nếu chúng ta chấp nhận nó, thì đầu óc sẽ tưởng thông tin đó là đúng, rồi đầu óc thu lại, và sau này nó sẽ phát ra. Tất cả những điều tốt hay xấu trong đời đều do chúng ta tạo ra. Chúng ta nói điều tốt, đầu óc sẽ thu nhận và nghĩ, tốt, thông tin này tốt. Ngược lại, nếu chúng ta nói điều xấu, thì đầu óc sẽ nghe và nghĩ, à, điều này xấu. Nên còn ai khác là thầy chúng ta ngoài mình ra? Ví dụ, khi quý vị muốn uống nước, chính quý vị ra lệnh cho tay mình lấy nước, hay là quý vị nhờ láng giềng ra lệnh cho tay mình lấy nước? Và khi quý vị đói bụng, có phải đầu óc bảo quý vị đi tìm thức ăn không? Không phải quý vị đưa ra lệnh sao? Khi quý vị muốn đi làm, hoặc quý vị phải tự đón xe buýt, hoặc tự mình lái xe đến công sở, chúng ta là chủ chính mình trong mọi thứ, vì vậy chúng ta nên hướng mình đến quan điểm khẳng định. Trong đạo đức và thiện lành, để đời sống của mình sẽ ngày càng trở nên tốt hơn. Mọi điều xấu xảy đến trong cuộc sống của mình đều do tự mình tạo ra. Nếu không được tạo ra bây giờ thì cũng được tạo ra trong quá khứ. Chúng ta đã thu nạp chúng vào đây, nhưng quên tẩy rửa chúng, và sau đó chúng trở lại để hại chúng ta. Do đó đừng đổ lỗi cho người khác. Từ nay về sau, khi nghe bất cứ điều xấu nào, quý vị phải lập tức nói với chính mình rằng thông tin này không đúng, phủ định, không tốt, và không ích lợi gì cho bất cứ ai hoặc chính mình. Hãy ngưng lại ngay, phải loại bỏ nó ngay lập tức. Tối về nhà, niệm hồng danh để tẩy trừ nó. Buổi sáng, quý vị nên dự trữ một túi to trước khi ra khỏi nhà. Vì vậy, quý vị nên thiền vào buổi sáng và buổi tối. Khi về nhà, nếu vẫn còn rác thừa trong túi thu thập từ bên ngoài, thì ngồi thiền để tẩy trừ hết. Tẩy trừ càng nhiều càng tốt. Thặng dư chừng nào, tốt chừng ấy. Để khi quý vị gặp rác, thì có thể tẩy trừ liền. Không cần đem rác về nhà.